Làm sao để con nhanh biết nói? Đây là vấn đề băn khoăn của hầu hết các bậc phụ huynh. Thường thì những em bé từ 10 cho đến 14 tháng sẽ bắt đầu bập bẹ nói những cái từ đầu tiên, nói từ đơn trước. Ví dụ như là từ ba, bà và những cái âm thanh đầu tiên đó khiến ba mẹ cực kỳ là hạnh phúc. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều ba mẹ băn khoăn và lo lắng khi mà con mình đã 15, 16 tháng, thậm chí là 18 tháng nhưng mà vẫn chưa thể nói được những cái từ giống như các bạn đồng trang lứa. Thì đây là cái điều khá băn khoăn của rất là nhiều người. Như mình có một bạn cháu, cháu của, tức nghĩa là con của anh trai mình á, thì bạn đấy cũng bị hơi chậm nói hơn so với những bạn khác, tức nghĩa là bạn ấy chỉ ra hiệu bằng những cái cử chỉ thôi. Và khi mà mình về chơi ấy, thì mình phát hiện ra là bố mẹ của mình và thậm chí là anh chị dâu anh chị của mình á ít nói chuyện với bạn đấy hơn. Thường thì ông bà mãi làm để cháu ngồi ở ghế thôi, còn bố mẹ của cháu thì đi làm từ sáng đến tối, buổi tối cũng chỉ giao tiếp một chút rồi cho bé đi ngủ sớm. Bạn đấy thì có một đặc điểm là khá là ngoan, mọi người cứ nghĩ đấy là rất là ngoan, và bố mẹ về thì ăn cơm tối xong là 7-8 giờ là đi ngủ luôn rồi. Chính vì thế mà giao tiếp cực kỳ ít. Thì mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm của mình khi mà mình trong cái giai đoạn mà con tập nói. Bạn Leo nhà mình bây giờ hiện tại là 3 tuổi, bạn đấy cũng trong từ 10 cho đến 14 tháng cũng đã bập bẹ nói và nói được rất là nhiều. Bây giờ nói cũng không bị ngọng nữa. Đó. Thì cái đầu tiên ấy, tất nhiên rồi, tất nhiên mình muốn con hoạt ngôn thì hãy cho con nói với những người hoạt ngôn. Thì tất nhiên là mình chưa cho con tiếp xúc được với những người khác thì đầu tiên là từ những người thân trong gia đình, bố mẹ, ông bà, hay nói chuyện nhiều hơn với trẻ, trò chuyện. Mình sử dụng mọi cái cơ hội để có thể tiếp xúc với cái ngôn ngữ ngay cả khi mà trẻ không phản hồi lại. Là sao? Tức nghĩa là khi mà mình làm bất kỳ cái hoạt động nào, ví dụ như là thay tã này, chuẩn bị bữa tối này, đến giờ ăn, giờ chơi, giờ xem phim, giờ đọc sách, thì mình có thể tiếp xúc với trẻ nhiều hơn bằng cách ngôn ngữ giới thiệu với con này. Đồng thời mình giới thiệu với con, đồng thời mình nói chuyện nhiều hơn, nói chuyện bình thường thôi. Ví dụ như à, chúng ta cùng đọc sách, cùng ăn cơm, cùng làm gì đó, và mình giới thiệu món ăn. Ví dụ cùng ăn thì hãy nói cho trẻ biết là hôm nay chúng ta ăn món ăn gì. Mặc dù trẻ không phản hồi lại nhưng mà hãy cứ liên tục giao tiếp với trẻ như thế. Thì cái này nó cực kỳ tốt. Như bản thân mình á, thì khi mà mình có một cái may mắn là bạn trong hành trình mà 2 năm đầu đời của bạn Leo thì mình được ở nhà và chăm sóc bạn đấy và ở cạnh bạn ấy nhiều hơn, nên là mình biết được là trong cái, và mình tìm hiểu là mỗi giai đoạn con sẽ học được những cái gì. Thì khi đó thì mình sẽ tìm hiểu các từ sách này, và đồng thời là mình đọc các thông tin trên hội nhóm, trên Google, xem là con 10 tháng, 14 tháng, từng tháng tuổi sẽ học được những điều gì, làm được những điều gì. Thì mình sẽ mua những cái, ví dụ như sách này, đồ chơi này, mình sẽ mua phù hợp với độ tuổi của con để giúp con có thể phát triển tốt nhất. Cái thứ hai là mình truyền đạt cái kinh nghiệm của bạn. Tức nghĩa là sao? Mình sẽ nói về các hoạt động của bạn ngay từ cái việc là rửa bát, quét nhà thôi, nấu cơm thôi, giặt quần áo thôi. Khi mà trẻ thích nghe những âm thanh, giọng nói của bạn ấy và nghe cuộc đối thoại một cách tuyệt vời để trẻ bắt đầu học từ vựng ấy, thì mình cứ nói thật nhiều, nói là giới thiệu là à, mẹ đang rửa bát con à. Đó, mình chỉ cần truyền đạt những cái kinh nghiệm đó. Bởi vì là ngày nay thường thì cha mẹ đi làm cơm áo gạo tiền về khá là mệt rồi. Tuy nhiên thì ở trong ngôi nhà vẫn có một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày một, nên là chúng ta hãy cùng con nói chuyện nhiều hơn và đừng ngừng cái việc là tiếp xúc giao tiếp hàng ngày với con. Và cái này cũng làm cho giúp là mình gắn kết cái tình cảm gia đình hơn. Đó. Cái thứ hai, cái thứ ba ấy, đó là mình gắn nhãn mọi đồ vật, tức nghĩa là mình gọi tên bất kỳ cái đồ vật nào mình chơi cùng trẻ này,
bất kỳ đồ vật nào mà trẻ đang chăm chú tới, mình hãy quan sát con nha. Bất kỳ đồ vật nào mà trẻ chăm chú tới, mình hãy gọi tên để cho bé biết. Đó. Và mình để con có thời gian để nói và lặp lại. Khi mà bạn đã có thói quen mà dán nhãn mọi thứ cho trẻ ấy, thì hãy yêu cầu trẻ lặp lại điều đó. Nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh nha. Không phải là hỏi phát con phải trả lời luôn. Con tuy rằng là có thể con đã biết, trong tâm trí đã biết rồi, nhưng mà mình chưa thể kích thích được cái giọng nói của bé. Thì mình hãy kiên nhẫn chờ đợi con phát âm, đừng quá nóng vội với con. Đó. Và mình quan sát con là xem con thích những cái điều gì. Ví dụ như bạn Leo nhà mình, bạn ấy rất là thích đam mê ô tô. Thì mình dạy bạn ấy qua cái gì? Mình mua ô tô nhiều màu về để dạy cho bạn ấy thêm là về màu sắc nữa. Mình sẽ lồng ghép trên cái ô tô đó. Và mình mua những cái quyển sách về câu chuyện, ví dụ là ô tô cứu hỏa, công việc của những bạn ô tô cứu hỏa là gì. Mình sẽ lồng ghép các câu chuyện vào đó. Đó là những cái mà mình đang làm để giúp bạn ấy có hứng thú học tập hơn, bạn ấy có hứng thú để mà bạn ấy nói ra nhiều hơn. Đó. Và tiếp theo là cái âm nhạc. Âm nhạc là cái đi vào cảm xúc nhiều nhất. Ngay cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thì đều thích nhịp điệu và âm nhạc. Nhiều trẻ còn nhún theo. Thì vì vậy mà chúng có khả năng nghe từ từng cái từ này, từng cái cử chỉ một bài hát. Đó. Thì chúng ta hãy thử hát những cái bài hát đơn giản cho trẻ bằng cử chỉ. Ví dụ như là những cái bài hát mà tuổi thơ ai cũng được hát, con có bé bé này, bài hát về chú ếch này, một số bài thơ ngắn, một số bài hát ngắn mình sẽ hát cùng trẻ thì trẻ sẽ học được khá là nhanh. Như bạn nhỏ nhà mình thì hồi bạn ấy 2 tuổi, lúc đó đang thời điểm là dịch, thì mình có thuê một chị giáo viên mầm non về để chơi cùng bạn đấy. Thì chị đấy cũng khá là hay, chị tên là Hường, chị có đọc một số bài thơ ngắn. Và mình khá là bất ngờ khi mà chị chỉ mới đến một vài hôm thôi nhưng mà bạn Leo đã thuộc một số bài thơ ngắn. Mình thấy rất là hay. Đó cũng là một cách để có thể giúp con của mình nhanh biết nói hơn. Và ngoài ra nữa, cái việc mà tập nói, nó mình nên kích thích con bằng những cái đồ chơi, đồ vật mà con thích. Nên là mình sẽ sử dụng đồ chơi và mình lồng ghép các câu chuyện, mình trò chuyện cùng với con. Tốt thì mình sẽ trò chuyện với con thông qua cái cuộc chơi đó. Ví dụ là đồ chơi xếp hình này, đồ chơi mà cả nhà cùng chơi được rút gỗ này. Đó thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái việc là xem tivi. Xem tivi nó chỉ là tương tác một chiều, tức là chỉ bạn ấy xem thôi. Và cái tivi nó không hề tương tác lại, nên bạn ấy sẽ chậm nói hơn. Đó. Và mình hãy kiên nhẫn, mình hãy cho trẻ có cơ hội để tương tác lại và cùng tương tác, dành thời gian với con nhiều hơn. Đọc sách này, chơi này. Có thể là mỗi ngày mình chỉ cần dành là 20 cho đến 30 phút thôi, nhưng mà bất kể khi nào mình có cơ hội thì mình hãy nói với trẻ nhiều hơn, giao tiếp với trẻ nhiều hơn thông qua các trò chơi, thông qua các câu chuyện, thông qua những quyển sách. Mình sẽ giới hạn thời gian sử dụng những cái thiết bị điện tử, ví dụ như là điện thoại hay là iPad hay là TV, để con có nhiều thời gian chơi với các đồ vật hơn. Và mình gọi tên đồ vật và mình chơi cùng con. Mình sử dụng những cái chuyển động này, hoặc là với những cái bạn lớn hơn một chút, mười mấy tháng ấy, mình có thể đưa con đi đến công viên này, đi gặp gỡ những bạn bè này. Hoặc là có những bạn thì đã đi nhà trẻ ấy, thì cũng sẽ kích thích con nói nhiều hơn. Mình thấy những bạn đi nhà trẻ sớm thì thường là bạn ấy hoạt hoạt bát hơn này, và đồng thời là cũng khá là hoạt ngôn, bởi vì là những bạn đồng trang lứa bạn sẽ nói với nhau nhiều hơn. Chứ người lớn chúng ta đôi khi là chưa hiểu được những từ con nói nên mình không phản hồi lại con, còn những cái bạn ở lớp thì cùng trang lứa nên là các bạn sẽ nói nhiều hơn. Đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình đang sử dụng với con của mình để có thể giúp con nhanh biết nói. Và ngoài ra có một lưu ý là nếu mà các cha mẹ không muốn con bị ngọng ấy, thì mình hãy bản thân bố mẹ hãy làm gương là những người nói chuẩn trước, sau đó thì hãy nói chuyện nhiều với con hơn. Đó là những cái mà kinh nghiệm của mình chia sẻ. Cảm ơn mọi người nha.